lại nữa thiện hiện tất cả pháp đều lấy không làm tự tánh tất cả pháp đều lấy vô tướng làm tự tánh tất cả pháp đều lấy vô nguyện làm tự tánh này thiện hiện do nhân duyên ấy các đại bồ tát nên biết tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh lại nữa thiện hiện tất cả pháp đều lấy chân như làm tự tánh tất cả pháp đều lấy pháp giới làm tự tánh tất cả pháp đều lấy pháp tánh làm tự tánh tất cả pháp đều lấy tánh chẳng hư vọng làm tự tánh tất cả pháp đều lấy tánh chẳng đổi khác làm tự tánh tất cả pháp đều lấy tánh bình đẳng làm tự tánh tất cả pháp đều lấy tánh ly xanh làm tự tánh tất cả pháp đều lấy pháp định làm tự tánh tất cả pháp đều lấy pháp trụ làm tự tánh tất cả pháp đều lấy thật tế làm tự tánh tất cả pháp đều lấy cảnh giới hư không làm tự tánh tất cả pháp đều lấy cảnh giới bất tư nghì làm tự tánh này thiện hiện do nhân duyên ấy, các đại Bồ Tát nên biết tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, thì đại Bồ Tát khi mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành bố thí ba la mật đa, thành thục hiếu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể an trụ pháp không nội, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, có thể an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật Thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể an trụ chân như thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành bốn niệm trụ, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật có thể hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể an trụ thánh đế khổ, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể an trụ thánh đế tập diệt đạo, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành sơ thiền, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành từ vô lượng, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành bi hỷ xả vô lượng, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật.